Vâng, và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàng. Minh Hằng sẽ cùng với sang ca anh Long ạ, anh Đình Long qua bài hát này. Và xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn với ca khúc Giận Mà Thương. Vâng, tất cả cho tràng pháo tay cổ vũ cho Đình Long và Minh Hằng.